Nên mình là sử dụng như thế là rất tốt. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái sức sáng tạo chúng ta và chúng ta ứng dụng những cái điều này để trở nên sáng tạo hơn ấy, nó rất là tuyệt. Đây anh em này, đây. Các bạn ơi, đây, nghe là xong rồi. Nhấp xong rồi, thì anh em thể nhìn thấy rằng là những cái bức hình này chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta thể sử dụng những cái bức hình này để cho cửa hiệu của mình không? Và rõ ràng nhé, nếu như mà anh em mà muốn nó mô tả kỹ hơn thì anh em thể mô tả luôn cả hãng xe, đúng không? Mô tả cả hãng xe vân vân, phong cảnh. Thì ngay trong trường hợp là anh em mình định chụp một cái bức ảnh như thế nào thì anh em sẽ có ý tưởng trong đầu, và sau khi anh em có ý tưởng trong đầu thì anh em cần mô tả ý tưởng trong đầu đấy, là AI nó vẽ luôn cho anh em bức hình. Mà nếu như mà chúng ta mô tả ý tưởng trong đầu mà nó không được rõ ràng ấy, thì mình sẽ dùng con chat GPT để bảo nó mô tả lại ý tưởng của chúng ta một lần nữa cho nó chi tiết cụ thể. Thế thì lợi ích của những cái lợi ích của những cái này là gì? Lợi ích. Và vì sao nó lại tiết kiệm thời gian cho anh em mình? Cái lợi ích thứ nhất là nó không bị dính bản quyền. Chúng ta đều biết là sử dụng Facebook mà chúng ta sử dụng ảnh của người khác ấy, là một ngày đẹp trời là đang yên đang lành là anh em mình sẽ làm sao? Bị một ai đó cho cái gậy vào mặt, cái ảnh này là ảnh của tao đúng không, mày sử dụng không xin phép đúng không, và sau đó nó kháng với cả Facebook, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ bị ăn gậy vào mặt. Thế bây giờ các bạn thể sử dụng những cái này để các bạn làm nội dung đăng lên fanpage có tốt không ạ? Theo mình là rất tốt. Theo mình là sử dụng như thế là rất tốt. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái sức sáng tạo chúng ta và chúng ta ứng dụng những cái điều này để trở nên sáng tạo hơn ấy, nó rất là tuyệt. Và lúc này chúng ta chỉ việc kích thích cái trí sáng tạo và ngồi nghĩ ý tưởng. Và nếu mà chúng ta không nghĩ ra được ý tưởng hạn thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện. Các bạn hình dung là này, cái con chat GPT với trong mắt mình ấy, là nó đang mở ra một cái kho thư viện. Nó đang mở ra một cái kho thư viện và chúng ta được quyền truy cập vào trong cái kho thư viện này bằng cách là đặt lên những câu hỏi, đúng không ạ? Bằng cách đặt câu hỏi, thì miễn là chúng ta đặt những câu hỏi nó sếp ơi mình làm cách nào cho AI ảnh nó vẽ lại ảnh ảnh đấy. Các bạn vào trong cái Discord này, bạn vào Discord, các bạn vào cái Mid Journey này này, rồi sau đó các bạn vào cái kênh kênh room ấy là newbie newbie là người mới. Thì khi các bạn vào đây xong thì các bạn sẽ nhập cái câu lệnh như thế này đây, các bạn nhập câu lệnh như này đây, imagine prompt, đúng chưa? Khi các bạn nhập câu lệnh như thế này xong thì cái đoạn tiếp theo là gì? Bạn sẽ mô tả những cái giá trị mà bạn muốn có ở trong cái bức hình. Thì khi mà đến lúc này mà anh em bí ý tưởng, anh em không biết nhập như thế nào chẳng hạn, thì anh em mở con chat GPT ra, tao định vẽ một cái bức tranh như thế này, bây giờ mày giúp tao viết lại thành tiếng Anh và viết mô tả lại một lần nữa cho tao. Thì các bạn có thể thấy rằng là nó ngay tức nó viết lại mô tả cho mình đúng không ạ? Đúng không? Đấy. Hoặc là ví dụ như thế này. Ví dụ như này. Tôi muốn bạn bổ sung cho tôi tôi vào mô tả bức tranh và đoạn mô tả trên. Tôi muốn bạn bổ sung mận và trên ra gì? Giữa bức tranh có một câu slogan truyền động lực. Hãy giữ lấy ước mơ của bạn. Rồi sau đó dịch lại cả đoạn bằng tiếng Anh.
lại vì lát rồi anh em ạ. Anh em nghe mình nói rõ nhỉ? Có bị mất tiếng không? Các bạn nghe mình nói chuyện bị mất tiếng không ạ? Hello? Hello anh em mình nghe nghe có bị mất tiếng không? Ok. Có vẻ nghe ok đúng không? Được không? Mình đang mặc định những câu anh em khen mình là AI khen. Rồi. Bây giờ mình sẽ dịch lại cả đoạn này nhé. Các bạn nhìn này. Bây giờ anh em mình sẽ qua sang đây để nó vẽ tranh mình nhá. Bây giờ mình sẽ nhập cái đoạn mình vừa mới nói cả con ChatGPT vào. Thì các bạn có thể thấy được cảm giác như kiểu các bạn lúc này sẽ có hai cậu nhân viên, mà hai cậu chân nhân viên này sẽ làm việc một cách vô cùng nhanh chóng. Một cậu nhân viên là gì? Bạn truyền đạt ý tưởng, viết thành content, đúng nhỉ? Một bạn nhân viên là gì? Nhận ý tưởng từ đội content bằng chữ và ngay lập tức thiết kế cho bạn là ảnh, đúng không? Ngay lập tức thiết kế lại cho bạn ảnh theo cái ý tưởng trên content của bạn. Thì có phải lúc này anh em mình sẽ thỏa sức ra được những cái hình ảnh nó mới lạ không? Mà bao giờ cũng thế, cái gì mới lạ cũng cuốn hút đúng không các bạn? Cho nên cái trend mà sử dụng AI vẽ tranh này nó sẽ còn duy trì được một quãng thời gian.